sáng ngày 8 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 4 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi, tại chùa Kiên Tân, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Hiệp đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vơ Sát 2019. Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ có Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Nhị vị Hòa thượng Thích Minh Nhuần, Hòa thượng Thích Minh Tông, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, Phó trưởng Ban trị sự, trưởng phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Ni sư Thích Nữ Như Huệ, Phó ban ni giới tỉnh trụ trì chùa Kiên Tân, cùng sự hiện diện tham dự của Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, huyện Tân Hiệp, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tịnh xá và trên 700 Phật tử đồng về tham dự. Về phía khách mời đại biểu có ông Trương Văn Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hiệp. Ông Lê Văn Đúng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp. Ông Phan Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. Ông Nguyễn Hữu Hậu, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện. Ông Trịnh Thanh Giàu, đại diện Công an huyện. Đại lễ được tiến hành với nghi thức chào đại kỳ, đạo ca và phúc mặc niệm. Tiếp theo là các tiết mục múa lân, văn nghệ kính mừng Phật đản của các em Phật tử chùa Kiên Tân. Ban tổ chức đón nhận những đóa hoa tươi thắm từ các vị đại biểu lãnh đạo trong huyện gửi đến chúc mừng đại lễ. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Tiến tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Đại Đức Thích Thiện Lâm đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Phước Thắng tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự đại lễ, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp phát biểu: Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của Phật giáo nói riêng và của cả nhân loại. Năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam một lần nữa đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vơ Sát 2019. Với sự kiện trọng đại này, tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tăng ni Phật tử huyện nhà. Chúc quý vị một mùa Phật đản thật an lành.